Tiếp theo là chúng ta sẽ nghiên cứu các cái bài tập liên quan đến cái phân phối chuẩn có hai cái tham số mi nó khác không và cái sigma nó khác một. Thì đây là biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn có mi nó bằng 165 và sigma nó bằng 5. Thì yêu cầu là tính xác suất để yếu nó nhận giá trị lớn hơn 175. Thì cái chỗ này đó các em xem là cái công thức của phân phối chuẩn mà tham số mi nó khác không và sigma nó khác một là những cái công thức ở dưới đây. Đấy. Thì ở câu A đó yêu cầu mình tính xác suất là x lớn hơn 175, tức là mình sẽ sử dụng công thức số 2 này. Đấy, công thức số 2 này tức là mình sẽ tính 1 trừ phi của A trừ mi chia sigma. Thì ở đây mình sẽ sử dụng công thức đó thì nó sẽ là 1 nè, trừ cho phi. Thì chữ A của mình ở đây là 175. 175 trừ cho mi là 165. Và chia cho sigma tức là chia cho 5. Rồi các em lưu ý là phi của nguyên cái cụm này đó, cho nên mình sẽ tính cái cụm này được, cứ tính cái cụm này ra trước. Thì nó sẽ là 1 trừ phi của 175 trừ 165 là 10, 10 chia 2 là 5, thì 1 trừ phi 2 đúng không? 1 trừ phi 2. Và mình bấm máy luôn nha, còn tra bảng thì mình phi 2 mình biết cách tra rồi. Đó. Thì bấm máy thì nó mod 6 1 bấm AC. Sau đó option mũi tên xuống. Số 4, số 1. Rồi bấm phi 2 nha. Đấy. Thì đây là của mình là 1 trừ phi 2, 1 trừ phi 2 thì bấm 1 trừ phi 2 như thế này. Thì nó bằng là 0,02275. Mình làm tròn bốn chữ số thập phân thì chỗ này là mình sẽ ghi kết quả là bằng là 0,0228. Thì chúng ta tưởng tượng là trong một cái cộng đồng chiều cao của một thanh niên mình chọn ngẫu nhiên đó, nó có phân phối chuẩn và cái chiều cao trung bình là 165 với độ lệch chuẩn là 5 cm. Thì khi mà mình gặp ngẫu nhiên một người thì cái xác suất cái người một người mình gặp đó là có chiều cao lớn hơn 175 cm thì nó sẽ là 0,0228. Và tương tự như vậy thì mình tính cái xác suất mà mình gặp ngẫu nhiên một người, cái người này có chiều cao mà nó nhỏ hơn 150 cm thì ở đây mình sẽ áp dụng cái công thức công thức số số 1 này, công thức số 1. Thì em lưu ý là cái chỗ này nếu mà bé hơn hẳn thì nó vẫn sử dụng công thức này, chẳng hạn như xác suất x bé hơn b thì nó vẫn là phi của b trừ mi chia sigma, bởi vì cái biến ngẫu nhiên x ở đây là có phân phối liên tục tuyệt đối. Đấy. Cho nên ở đây là mình sẽ sử dụng công thức số số 1, tức là nó sẽ là phi của 150 trừ 165 và chia cho sigma tức là chia cho 5. Thì cái này nó sẽ bằng là phi của cái số trong ngoặc này mình tính là lấy 150 trừ 165 thì nó được là âm 15, và âm 15 mà chia 5 thì nó bằng âm 3. Âm 3. Và nếu như mà mình sử dụng máy tính mình bấm thì chỗ này mình bấm cái phi của âm 3 thôi. Thì cái trên màn hình mình nó có cái sẵn cái chữ phi rồi. Mình sửa số 2 thành cái số âm 3 thôi. Và ra kết quả thì nó là 1,35 nhân 10 mũ trừ 3. 1,35 nhân 10 mũ trừ 3 tức là 0,00 13. 13 135 đó, 135. Tức là mình sẽ ghi ba số 0 rồi tới mới tới số 1,35. Mới tới 135. Đấy. Thì cái số cái xác suất này nó rất là nhỏ, tức là ví dụ như trong cái cộng đồng này nếu mà chiều cao một người tuân theo luật phân phối chuẩn với trung bình là 165 và độ lệch chuẩn là 5 thì cái xác suất mà mình gặp ngẫu nhiên một người cái người này có chiều cao dưới 1m50 là nó rất là nhỏ, khoảng là 1,35 phần ngàn. Và tiếp theo là mình xem cái câu C, tức là xác suất để x nhận giá trị từ 155 đến 180. Đấy, thì ở đây đó thì chúng ta sẽ xem cái công thức số 3 này, tức là xác suất x nhận giá trị từ a đến b hoặc là từ lớn hơn a đến nhỏ bằng b, nó đều bằng công thức này hết. Thấy không? Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái công thức số 3 này.
qua cái bài tập này thì nó sẽ bằng phi của 180 trừ 165 chia cho 5, và sau đó là trừ cho phi của 155 trừ 165 chia 5. Thì cái thằng này đó chính là 180 mà trừ 165 đó, thì nó ra 15, 15 chia 5 3, vì chỗ này là nó là phi 3. Và ở bên đây nó sẽ là phi của số 2 trừ 2 đó, 155 trừ 165 là âm 10. Âm 10 mà chia 5 là phi là âm 2. Vậy là chia trừ cho phi của âm 2. Và sau đó là mình sẽ bấm máy ha. Thì cái này của mình nó sẽ là phi 3 này. Rồi trừ cho mình bấm trực tiếp luôn và phi của thì gọi thêm một chữ b nữa, tức là phi của trừ 2. Đó, phi 3 trừ phi trừ 2 thì nó bằng là 0,9759 ha, 0,9759 bằng là 0,9759, có nghĩa là nó khoảng là 97% trở lên có những người có chiều cao từ 1m55 đến 1m8. Thì cái chỗ phi trừ 2 này nếu như các em mà tra bảng đó thì mình có thể thay cái phi trừ 2 này thành là 1 trừ phi 2. Thấy không? Nếu mà tra bảng. Thấy không? Thì mình sẽ ví dụ như nếu mà tra bảng đó, thì chúng ta sẽ tính như thế này. Thì nó sẽ bằng là phi của 3 rồi trừ cho mở ngoặc 1 trừ phi 2. Và phi 3 này mình thay bằng, nếu mà tra bảng thì cái phi 3 mình của mình nó sẽ bằng cái gì? Phi 3 là chỗ này. Phi 3 là 0,9987. Chỗ này nó sẽ ra là 0,9987 nè. Rồi trừ mở ngoặc ra 1 trừ phi 2, phi 2 là mình nhớ kết quả ha, 0,9772 nè. 9772. Rồi sau đó mình sẽ tính toán cái chỗ này. Tức là nó sẽ là 0,9987 trừ mở ngoặc ra 1 trừ 0,9772. Rồi chúng ta đóng ngoặc rồi. Thì nó là 9759 cũng bằng kết quả trên đây luôn ha, cũng bằng kết quả trên đây khi mình bấm máy luôn. Còn đối với cái câu D đó, câu D là nếu mình tính xác suất là ít nó lệch khỏi cái trăm cái giá trị trung bình không quá 5 đơn vị ha, không quá 5 đơn vị, thì cái chỗ này là các em tra xem cái công thức số 4 này. Nếu mà xác suất trị đối của x trừ mi nhỏ hơn c thì nó sẽ bằng 2 lần phi của c chia sigma, phi của cái thằng c chia sigma này nha, và trừ cho 1. Đó, thì mình sẽ có công thức là gì? Bằng 2 lần phi của c ở đây chính là 5 và sigma ở đây cũng là 5 và đem đi trừ cho 1. Tức là cái này nó là 2 lần phi 1 và trừ cho 1. 2 lần phi 1 trừ 1. Và cái phi 1 này thì nếu như mình tra bảng thì cái phi 1 của mình đã là nó sẽ bằng là 0,8413. Thấy không? Thì nó kết quả là nó sẽ bằng là 2 nhân cho 0,8413 và trừ cho 1 ha. Để mình lấy mình bấm cái này ra. 2 là nhân cho em để trừ cho 1. Thì nó ra là 0,6826. Tức là cái chỗ này là tập hợp những cái giá trị ít mà nó lệch khỏi cái giá trị trung bình đó không quá một lần độ lệch chuẩn, thấy không? Một lần điều chỉnh tức là không quá 5 cm. Tức là mình sẽ tự tưởng tượng là mình gặp một người mà chiều cao họ từ 1m6 đến 1m7, thấy không? Thì 165 mà trừ ra 5 thì nó ra 160, cộng 5 là ra 170. Vậy thì xác suất vào một người mà nó có chiều cao từ 1m6 đến 1m7 là khoảng 0,68. Trên đây là thầy hướng dẫn phần tính xác suất của biến cố nhiên phân phối chuẩn mà cái mi nó khác không và sigma nó khác một.